Con thì mua đồ bà hoài à, lâu lâu mua hoài ăn à. Dạ. Dạ. Này chắc để qua ngày sau hai bữa lại mua mực này quá. Mực này giờ làm đổ nước dừa hay là làm xào? Đúng rồi. Hai. Con nhỏ hay lớn? Con nhỏ. Lớn với vợ chưa? Lớn với vợ rồi. Anh con làm cơ khí. Năm gặp gì chưa? Đó, còn cái nó có đi học chung hả? Dạ. Làm cái gì con? Làm cái gì? Vô đó cũng ngon rồi. Thấy mần cực cực nhiều điều mình bán rồi, ăn sản phẩm đó được có tiền lắm. Cái đó bán thì nó là sản phẩm mà, tức nghĩa là nó bán nhiều, bán ít thì ít. Dạ. 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 Vậy ngon rồi. Dạ. Dạ. Đứng. Bán được cái ghế nhiều khi cái ghế nhiều tiền đó là 6 triệu. Dạ. Cái chị là chia ra đâu là bên 3 triệu mình ăn đó. Dạ. Cái kia bên kia nó này hơn bán được. Không chú Bình ơi. Em xin chào cả nhà và xin chào toàn thể và anh chị em thân mến và bạn bè trong nước và bạn bè ở ngoài nước và những men và mấy chị đã đến với kênh mà Nguyễn Tuấn miền Tây. Thì hôm nay thì em có làm về cái mà món ăn và cái mà ẩm thực. Thì hôm nay thì em mời cả nhà và những bạn bè của em và những men và mấy chú và theo dõi và tham gia và về ăn những món ăn của em. Hiện bây giờ là em nói rằng là một hồi một chút xíu nữa thì mới biết đó là món đó là cái món gì. Mấy anh và mấy chị có thấy không? Nè. Nguyên cái cây cầu tre này em thấy không? Đó nè. Cầu tre xin lỗi em đó. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào ở trong bếp là chúng ta sẽ làm hoài một món ăn. Hôm nay mình ăn những gì mà những mấy anh và mấy chị qua theo dõi ạ. Ngồi với để lá xả dưới nhà đặng cho nó bám mùi thơm cả nhà. Với gừng. Em mời cả nhà nha và mời anh chị và bạn bè của em và theo dõi và ăn chung với em nhé. để hành vô. Rồi xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị là bật cái bếp lửa lên. Bật cái bếp lửa lên cái cả nhà. Thì ở đây thì chúng ta có một lon bia nè cả nhà. Hiện giờ đang có lon bia. Có một lon bia. Đó, và để bia vô. Đó, mấy anh chị có thấy không? Chúng ta để một lon bia vô đem trọng đó. Rồi không. Cả nhà có thấy nguyên cái cánh đồng của em không nè, đó. Hiện giờ em đang ở ngoài đồng này cả nhà. Đó, cây cơm trời trơn nè cả nhà ơi. Nhà em có trồng mà bạc hà nè cả nhà. Đó. Có chậu bạc hà hay không? Có đu đủ luôn nè cả nhà ơi. Cả nhà có thấy mực không cả nhà? Mực chín rồi nè cả nhà. Nó sôi lên ồ bột luôn nè cả nhà. Mực. Nước bia ở cả nhà thấm lên nó thơm lắm cả nhà ơi, đều nè cả nhà ơi. Nè cả nhà ơi, nước bia đã thấm lên cả nhà. Nước bia á. Nước bia ở độ thấm lên nè, nó thơm á, phất luôn cả nhà ơi. Nó ui, ngon. Ngon quá cả nhà ui. Mấy anh hoặc mấy chị á, có ai mà làm mà mực mà hấp bia á nghe mà ăn thử đi cả nhà. Em nói thiệt luôn là bao ngon luôn cả nhà ơi. Nè, đồ này em đã có sẵn luôn nè cả nhà. Muối ớt nè cả nhà ơi, nè chán quá thấy không? Đó. À, bây giờ tới mực đây. Nước bia lên nó cả nhà, nó thơm phức luôn cả nhà ơi. Thơm vừa gì luôn, quá trời thơm luôn. Thôi chín người cả nhà ơi, chắc em dặn mà lửa xuống cái nhà ơi, tại vì nữa nó là chín người nhà ơi. Ôi chín ngon quá nhà, treo chân rồi cả nhà ơi. Nè nhà ơi, thơm lắm cả nhà ơi, nước bia nhà ơi, xả với gần nữa cả nhà ơi, thơm lắm cả nhà ơi. Ôi ngon quá cả nhà ơi, ngon vui gì luôn nè cả nhà ơi. Ngon hạt ra cả nhà. Món mực mà hấp bia của em là đủ rồi nè cả nhà. Nè thấy không? Đó. Với kèm theo một chén mọc muối ớt. Bây giờ thì em đang ăn ở ngoài đồng luôn cả nhà ơi. đang ăn ngoài đồng luôn à. Hi, em xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ món mực của em cả nhà, bây giờ nấu chín rồi cả nhà. Chín rồi cả nhà. Bây giờ là em mực cả nhà này ăn mực chúng em nha. Mực nướng chúng em. Mực hấp bia. Đó. Cháo của em cả nhà thấy không nha. Nguyên dĩa mực này cả nhà. Quá mực mà luộc mà nước bia cái nhà, rồi nước bia nhà có độ thấm vô cái sả ra cái nhà, thấm vô sả nữa. Trời ơi, nó ngon. Nhà thấy không, nguyên với mực em nè, đó mực gừng. Bây giờ mình hỏi mà nó uống bia sao không? Bây giờ có mực rồi, mực cái thấm vô nước bia thấm rồi là cái cay chỉnh rồi cả nhà. Bây giờ mình hỏi mà uống bia. Quên này chanh nữa. Ngon thiệt cả nhà, quá trời ngon luôn. Cắn vô mới gần cái ha, với ăn ngoài cái đỏng ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ là phải nói cái dai mã ngon. Em mà cái nhà mực nha. chấm muối ớt đẹp, mực mà luộc mà với bia mà chấm muối ớt ha, ăn cái khé miệng mà ngon. Sạc gừng á, giòn. Bây giờ cái video em bây giờ tại chỗ này, bây giờ em tạm gần chỗ này và nó kết thúc chỗ này. Cay quá cả nhà ơi. Bây giờ là em ăn là nó hết nổi. Bây giờ thì em cũng chân thành và em cũng mà cảm ơn và những mấy anh và mấy chị và xem video và chúc mấy anh chị mình một